Em gửi anh trước. Bao nhiêu? 40 triệu ạ. Số còn lại thì sao? Em đã xoay hết các chỗ rồi. Số còn lại anh cứ tính lại giúp em. Anh nói cho Du hiểu nhá. Lúc anh đưa cho em, anh đưa cả cục. Bây giờ em đưa cho anh, em đưa lắt nhắt như này. Thế anh hỏi em khách nào của anh cũng đưa lắt nhắt như em thì anh bốc đất lên mà ăn à? Anh thông cảm giúp em, tại vì em không còn chỗ nào để xoay nữa. Anh cho em thêm mấy ngày nữa. Bây giờ như này, cho em thời hạn 4 ngày. Sau 4 ngày mà em không trả anh đến tận nhà em ấy. Thôi, em sẽ trả anh đủ ạ. Em chào anh. Ta-da! Tặng em đấy. Ờ? Sao tự nhiên lại tặng quà vợ thế này? Chả có gì là tự nhiên cả. Mở ra đi. Ui, đẹp phết nhở? Đeo cho em. Nhưng mà anh lấy tiền đâu ra mua đấy? Anh bán xe rồi. Sao lại bán xe? Anh nợ nần à? Em bị hâm mà. Sao phải hốt hoảng thế? Đơn giản là anh không thích nữa thì anh bán thôi. Anh thấy từ nhà đến trung tâm cũng gần. Đi xe buýt hay đi bộ nhanh hơn, đỡ tắc đường. Có thật thế không đây? Anh xin thề luôn. Em không thấy là xe chỉ để đi từ nhà đến trung tâm là quá phí à? Xăng, dầu, phí gửi xe. Giờ đi đâu anh đi nhờ vợ. Nhưng mà ít nhất thì anh phải bàn bạc trước với em một câu chứ. Nếu em ăn lùi thì sao? Cho nên anh quyết luôn. Không được nghĩ ngợi nhá. Đơn giản là anh không thích thì anh bán. Sao đấy? Không thích à? Không thích thì trả đây. Còn lâu ấy. Người ta để mai còn đi khoe với các chị ở công ty. Ăn cơm. Yêu thì ghét thôi.